Tưởng nhân tài đất Việt 2019 trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khai mạc buổi chấm thi, đại diện ban tổ chức cùng hội đồng sơ khảo giải thưởng nhân tài đất Việt 2019 đã có những phút chia sẻ nhanh về công tác chấm giải. Nhà báo Phạm Huy Hoàn, tổng biên tập báo Dân trí, trưởng ban tổ chức giải thưởng cho biết nhân tài đất Việt sang tuổi thứ 15 là một bước tiến phát triển vượt qua sự mong đợi của ban tổ chức, đồng thời có thể tự hào rằng giải thưởng đã có những sản phẩm vươn ra tầm quốc tế và số lượng sản phẩm có xu hướng tăng về số lượng tham dự mỗi năm. Nhà báo Phạm Huy Hoàn Tổng biên tập báo Dân trí, trưởng ban tổ chức giải thưởng phát biểu tại buổi chấm sơ khảo, bước vào năm thứ 15, giải thưởng ghi một dấu ấn đặc biệt quan trọng, đó là lần đầu tiên được ban tổ chức phát động tại nước ngoài, tại diễn đàn Việt Nam có tầm ảnh hưởng trên thế giới diễn ra ngày 30 đến 31 tháng 3 ở Paris, với sự hiện diện của trên 200 đại biểu, tổng biên tập báo điện tử Dân trí chí đã chính thức phát động giải thưởng. Trong sự kiện này, giải thưởng nhân tài đất Việt và nhiều sản phẩm dự thi đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học, các diễn giả và nhận được những đánh giá rất tích cực. Được biết, Ban Tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã thành lập hội đồng sơ khảo bao gồm các giáo sư, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này. Chủ tịch hội đồng giám khảo năm nay là tiến sĩ Nguyễn Long, Tổng Thư ký Hội tin học Việt Nam. Theo đánh giá của Ban giám khảo, nhìn chung chất lượng sản phẩm năm nay đồng đều ở các lĩnh vực. Do vậy đây cũng là một trọng trách của Ban giám khảo để tìm ra những sản phẩm, công trình xứng đáng nhất, đưa vào trung khảo.